Vâng, như từ đó mò xin chào bác nhá. Trước màn hình nhỏ của bác đây, bên em đang lên sóng test giới thiệu tiếp thì một cặp loa Mỹ xịn sò đến từ nhà sản phẩm Vega, một cặp loa 3 đường tiếng cấu hình bass 50 sử dụng từ 220 côn họng 77, một chung 30, một tép kèn, một cặp loa siêu khủng chơi vũ trường phòng trà quán bar. Đấy, một cặp loa phải nói là siêu gấu. Đấy, loa tình trạng nguyên zin hết các bác nhá. Bass 50 đây, sử dụng từ 220 côn họng 77. Đây là chung 30, một tép kèn. Đấy, thùng gỗ bọc lì. Đấy, thùng thiết kế chiều cao khoảng 1m2 trên một chút, bề ngang là trên 60 và sâu 50cm. Đấy, một cặp loa phải nói là siêu gấu. Đây là một cặp loa sạc pin Vega của em model PD18C. Đấy, chơi hay bày đẹp với mức giá đầu tư rất hợp lý trong thời điểm này tại trung tâm. Đấy, thùng vách thì tình trạng đẹp xuất sắc. Đây em quay cái hậu sau cho các bác anh em chúng ta cùng quan sát cái hậu sau của cặp sạc pin Vega PD18C. Đấy, một cặp loa Mỹ xịn sò. Đấy, sạc pin Vega chất âm phải nói là hết bài các bác. Đấy, karaoke lời mic của nó phải nói là cực ngọt và sáng các bác. Đấy, bên em bao nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Với mức giá đầu tư trong thời điểm này, một cặp loa Mỹ siêu khủng sạc pin PD18C giá rất hợp lý. Vâng, 23 triệu các bác anh em sấy cũng một cặp loa Mỹ xịn sò PD18C sạc pin Vega. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918 249 265.